Trước khi chúng ta đến với phần công bố ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta cùng ngước mắt về sân khấu và nhìn ngắm lại những bước đi tỏa sáng của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hờ Hên Nhi. Kết thúc trọn vẹn 2 năm đương nhiệm của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương, quan tâm tôi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn, cho con sức mạnh để theo đuổi đam mê, ước mơ của con. Và ngày hôm nay với đôi chân trần, với trang phục đồng bào mình, con tự hào và vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện với hình ảnh đương kim hoa hậu là cô gái ED. Con muốn truyền năng lượng tích cực này đến các cô gái khác, để dù bạn là ai, đến từ đâu, dân tộc nào, bạn sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, hãy dám ước mơ, dám theo đuổi, sống cho chính mình và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái chỉ dám ước mơ cõi nhiều sâu, có tiền trang trải cuộc sống, giờ đã trở thành top 5 Miss Universe. Và bây giờ, tôi đặt tay lên ngực và cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Tôi là Hờ Hên Nhi, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Và tôi biết tôi phải nói lời cảm ơn cho tôi sống những tháng những ngày rất gian. Trăng lên trái tìm thấy cơn mưa còn cháy nồng như đêm trăng gió bay lòng như có gió. Các bạn thân mến, và chỉ vài phút nữa, Hoa hậu Hoàn vũ Hờ Hên Nhi sẽ trao lại chiếc vương miện Braveheart cho tân hoa hậu. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm thời giải lao vài phút trước khi đến với phần công bố ngôi vị Á hậu 2. Quý vị đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.